Man United hòa Chelsea, Barcelona thắng dễ, Napoli đại bại. Tuần mới và hãy bắt đầu bản tin ngay bây giờ. Bruno Fernandes thông đồng, Moises Caicedo lập siêu phẩm, Manchester United hòa 1-1 Chelsea. Ngược dòng ấn tượng, Tottenham đại thắng 4-1 trước Aston Villa. Lamine Yamal kiến tạo, Olmo lập cú đúp, Barcelona thắng dễ Espanyol. Con trai Simone lên tiếng, Atletico Madrid đánh bại Las Palmas. Đứt mạch bất bại, Napoli thua trắng 0-3 trước Atalanta. Bruno Fernandes có bàn đầu tiên tại EPL khi phá lưới Chelsea. Moises Caicedo cũng thông nòng nhờ cú ra chân đẳng cấp. Trận hòa 1-1 là Man United và The Blue đều tiếc nuối khi rời sân. Cú sút trúng đích duy nhất trong hiệp 1 giúp Aston Villa vượt lên dẫn trước. Phải sang hiệp 2, Tottenham mới tỉnh giấc để ghi liền 4 bàn. James Maddison đã phạt đẹp mắt nhưng highlight phải thuộc về cú đúp từ Solanke. Ngoài ra, Son Heung-min đánh dấu màn tái xuất bằng đường kiến tạo cho Brandon Johnson lập công. Chỉ mất nửa tiếng để Barcelona đả bại Espanyol, cú đúp từ Olmo là điểm nhấn khiến cú lê ngất ngây. Sau 6 trận, ngôi sao 26 tuổi có tới 5 bàn thắng. Ngoài ra, Rafinha tiếp tục thăng hoa với pha lập công thứ 11 kể từ đầu mùa. Nhờ chiến thắng 3-1, Barcelona gia tăng khoảng cách với Real Madrid lên thành 9 điểm. Tất nhiên, phải nhắc lại là chuyện kiền kiền trắng vẫn còn một trận chưa đấu trong tay. 15 cú sút được Atletico Madrid tạo ra trước khung thành Las Palmas. Điều này tạo ra hai bàn thắng của Giuliano Simeone và Alexander Solot. Bên kia chiến tuyến, Las Palmas có một pha dứt điểm cả trận và nhận thất bại 0-2. Sau vòng 12, Atletico Madrid kém Barcelona tới 10 điểm và không dễ để nghĩ đến ngôi vương. Bất bại 9 vòng liên tiếp nên Napoli rất tự tin khi gặp Atalanta. Thế nhưng trong một ngày may mắn, Atalanta có 3 bàn sau 3 cú sút trúng đích. Ở chiều ngược lại, thầy trò Conte vô vọng trong việc phá lưới đối phương. Sau thảm bại 0-3, Napoli vẫn dẫn đầu bảng nhưng bị các đội bám đuổi, thu hẹp khoảng cách. Lợi thế sân nhà giúp Inter Milan hoàn toàn lấn lướt đối thủ Venezia. Trên dưới 20 pha bắn vá khung thành được tạo ra và Lautaro Martinez lên tiếng ở phút 65. Sau chiến thắng tối thiểu, Inter Milan chỉ còn kém đội đầu bảng Napoli 1 điểm. Thế nhưng, trước khi nghĩ đến việc vượt mặt đại kình địch, Nerazzurri cần tìm cách đả bại Arsenal tại Champions League vào giữa tuần sau. Phải đá trên sân Verona nhưng AS Roma cầm bóng tới 67% thời lượng. Sau 14 cú sút, ông lớn nước Ý có 2 pha lập công của Matias Sule và Artem Dobik. Tuy nhiên, trong một ngày cực điên, cầu thủ Verona có tới 3 lần chọc thủng lưới đội bạn. Việc này khiến Roma lần thứ 3 phơi áo sau 4 vòng đấu và rơi xuống giữa bảng xếp hạng. Thậm chí ban lãnh đạo đội chủ sân Olimpico cũng tiến hành họp khẩn để cân nhắc việc thay tướng. Ten Hag ra đi và Bruno Fernandes lập tức bùng nổ với 3 bàn sau 2 trận. Để tránh những nghi ngờ, ngôi sao Quỷ Đỏ nhắn nhủ thầy cũ: "Tôi luôn cống hiến 100% và Ten Hag biết điều đó. Tôi đã nói chuyện và xin lỗi ông ấy. Tôi thất vọng vì Ten Hag ra đi và bản thân đã cố gắng giúp đỡ huấn luyện viên." Trước khi được trò cũ xin lỗi thì Ten Hag đã lộ diện trước truyền thông. Theo đó, chiến lược gia 54 tuổi vừa dự khán trận đấu giữa Heracles Almelo và NC Breda ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đây là sân chơi mà Ten Hag từng tạo nhiều dấu ấn tích cực cùng câu lạc bộ Ajax, do vậy không loại trừ khả năng ông thầy sinh năm 1970 sẽ sớm tái xuất ở quê nhà Hà Lan. Vòng 10 kết thúc và giải Ngoại Anh chứng kiến Nottingham Forest lọt vào top 3 với 19 điểm, xếp dưới đội chủ sân City Ground là 3 tập thể Chelsea, Arsenal, Aston Villa với cùng 18 điểm. Tất nhiên, lợi thế cuộc đua vô địch đang thuộc về đội đầu bảng Liverpool với 25 điểm ở trong tay. Dẫu vậy, Man City có thể vượt lên bất kỳ lúc nào khi chỉ kém The Kop 2 điểm. Ở một nửa dưới bảng xếp hạng, Manchester United phải rất cố gắng để thoát khỏi vị trí thứ 13 đáng thất vọng. Manchester United và Chelsea đã hòa nhau 6 lần trong 9 trận gần nhất đụng độ. Ở góc độ tổng quát hơn, mỗi bên đều có 19 chiến thắng và từng có 27 lần chia điểm trong lịch sử EPL. Đây là thống kê cao hơn mọi cuộc đối đầu khác và cho thấy sự kịch tính mỗi lần hai ông lớn Premier League chạm trán. Là trường hợp mới nhất gia nhập danh sách bệnh binh của Man City và Ruben Dias khó trở lại vào tuần sau. Theo huấn luyện viên Pep Guardiola, cầu thủ người Bồ Đào Nha tiếp tục vắng bóng trong các cuộc đụng độ Sporting Lisbon cùng Brighton. Do vậy, các fan ông lớn nước Anh cần chờ đến sau chuỗi trận FIFA Day để thấy Ruben Dias tái xuất. Ở góc độ tổng quát hơn, cơn bão chấn thương đang là vấn đề lớn nhất mà huấn luyện viên Pep Guardiola đối mặt thời điểm hiện tại.
Một trong những nguyên nhân khiến Arsenal sớm hụt hơi cuộc đua vô địch EPL mùa này là sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng thủ. Trong 6 trận gần nhất tại Premier League, đại diện thành London thủng lưới tới 10 lần. Con số trên còn cao hơn lượng bàn thua họ phải nhận trong 19 cuộc đụng độ trước đó cộng lại. Rõ ràng, huấn luyện viên Mikel Arteta cần phải tìm cách gia cố hàng thủ Arsenal nếu còn mơ đến chức vô địch. Bayer Leverkusen sẽ đại chiến Liverpool ở lượt đấu thứ tư tại Champions League. Đây là dịp để huấn luyện viên Xabi Alonso chạm trán đội bóng từng cống hiến khi còn thi đấu. Do vậy, chiến lược gia xứ đỏ bò rất hào hứng với chia sẻ: "Không gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức một cuộc đấu tại Champions League ở sân Anfield. Liverpool là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu nên đây sẽ là một thử thách lớn." Chơi không tốt trong các cuộc đấu đầu gần đây, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ quan trọng với Al Nassr. Vì vậy, đại diện Tây Á bắt đầu đàm phán gia hạn với chân sút 39 tuổi. Ở chiều ngược lại, CR7 cũng tỏ ra gắn bó với Á quân Saudi Pro League. Vì thế, viễn cảnh chân sút người Bồ Đào Nha ở lại Al Nassr ít nhất đến thời điểm World Cup 2026 khởi tranh là kịch bản dễ đoán. Càng gần ngày Ruben Amorim tiếp quản Manchester United thì Ruud van Nistelrooy càng có nhiều hành động thể hiện nguyện vọng ở lại Quỷ Đỏ. Trao đổi với truyền thông, tiền đạo một thời của tuyển Hà Lan thẳng thắn cho biết: "Tôi mong muốn được hiểu rõ hơn về Ruben Amorim. Tôi hướng đến việc giúp câu lạc bộ tiến bộ vì đó là mục tiêu chính của mình. Man United sẽ là nơi duy nhất tôi muốn làm trợ lý huấn luyện viên." Dù chuyển đến Galatasaray như một biện pháp tình thế, nhưng Victor Osimhen vẫn cống hiến hết mình mỗi khi ra sân. Nhờ phong độ tốt của tiền đạo 25 tuổi, đội chủ sân Rampage hiện dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Do vậy, Galatasaray đã muốn mua đứt Victor Osimhen và sẵn sàng bỏ ra số tiền 50 triệu euro cho tiền đạo này. Dẫu vậy, con số trên khó làm Napoli hài lòng nên cơ hội vẫn còn nguyên cho nhiều ông lớn tại lục địa già. Thậm chí khả năng Victor Osimhen sang Tây Á thi đấu cũng được tính đến. Thủ môn Diego Costa cần rời Porto để nâng tầm sự nghiệp. Ở chiều ngược lại, Barcelona và Bayern Munich đều muốn ký hợp đồng với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Theo El Nacional, 60 triệu euro là mức phí giải phóng hợp đồng của Diego Costa. Do vậy, thương vụ sẽ hoàn thành khi một ông lớn chịu chi số tiền trên cho Porto để sở hữu tuyển Seleção châu Âu. Là người gác đến số 1 tại Paris Saint-Germain nhưng chưa chắc, Donnarumma đã bắt chính ở đại chiến Atletico Madrid giữa tuần sau. Nguyên nhân là bởi huấn luyện viên Luis Enrique đang cân nhắc xoay tua vị trí thủ môn trong vài trận đấu. Nếu cập nhật trên thực sự xảy ra, Matvei Safonov sẽ ra sân ngay từ đầu trong cuộc đụng độ tại Champions League rạng sáng thứ năm. Chuyển từ Arsenal sang Crystal Palace để được thi đấu nhiều hơn, nhưng Eddie Nketiah lại gặp rất nhiều khó khăn tại câu lạc bộ mới. Sau 7 trận ra sân cho đội chủ sân Selhurst Park ở giải Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Anh chưa có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào. Cũng phải nhắc lại chuyện Crystal Palace mới thắng một trận tại EPL và đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Do vậy, Eddie Nketiah cùng các đồng đội phải cố gắng hơn nữa để nhận lại cái nhìn tích cực hơn từ giới chuyên môn. Việc Rafa Leao ngồi dự bị lần thứ 3 trong 4 trận đấu gần nhất tại AC Milan là một cập nhật rất bất thường. Thế nhưng huấn luyện viên Paulo Fonseca lại tỏ ra bình thản với phát biểu: "Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình và không có xung đột nào cả. Tôi chẳng muốn đi sâu vào chi tiết vì đó là chủ đề riêng tư." Vậy là chúng ta đã cùng đi hết những thông tin đáng chú ý nhất 24 tiếng qua. Tuần mới đã đến và vài ngày nữa thì Champions League sẽ trở lại. Cập nhật về sân chơi danh giá nhất châu Âu cùng nhiều tin tức khác sẽ xuất hiện liên tục trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người một ngày có nhiều điều hạnh phúc.